Bây giờ bạn hãy xin tá túc tại một ngôi nhà bất kỳ có con hoặc người thân đi làm ăn, đi học xa. Nằm tại thôn Tây 32, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ trước hết là mình sẽ kiếm một quán ăn nhỏ nhỏ ở đây, 50.000. Và hiện tại 50.000 vẫn còn trong tay Thú, chưa tiêu một phát nào từ sáng tới bây giờ. Đói lắm rồi. Bây giờ đã là 6 giờ tối, có nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ sớm, đồng nghĩa với việc xin nhà càng khó khăn. Nhưng có lẽ đây không phải là điều anh chàng quan tâm lúc này, mà giải quyết cơn đói bụng sau một ngày vất vả mới là điều anh chàng nghĩ tới. Đạp hoa không thể thiếu được. Ở đây có bán gì ăn không em? Giống như là snack hay là gì á? Một gói bao nhiêu em? 6.000. Em giảm cho anh 1.000. Anh mua cho em 2 gói, 10.000 hai gói. Cảm ơn em nha. Tôi sẽ ăn tiếp, tôi sẽ thưởng thức tất cả những cái món ở đây. Ăn hết hủ tiếu, rồi món gì cũng ăn hết. Xong bắt đầu tôi sẽ đi tìm nhà. Bây giờ còn rất sớm, thời gian chơi còn rất nhiều. Bún riêu. Hay là cô, có ăn mắc bún riêu ấy. Tôi có một cuộc sống rất là thoải mái và hạnh phúc. Mình cứ đi chơi. Ở cách đó 7 km thì cô nàng đã bắt đầu với ngôi nhà đầu tiên. Liệu cô có gặp may mắn hay không? Dạ không làm gì ạ. Con vào hỏi thăm cái mà cô đang đan là cái gì ạ? Hàng này của nước ngồi nó xài. Mình già đâu ai muốn làm gì nữa, ở nhà mình làm cái này. Như thế này ạ? Nhà đúng không cô? Con đang đi quay phim ngắn về cuộc đời của con ấy mà. Chị tên là Hòa. Tiêu hay kia chân do giúp em á? Ừ đúng rồi. Làm gì đâu. Dạ, quay phim nó có một mục đích đó. Thì chừng nào mà tao thui là có ở đây. Tôi thui mà còn ở đây đúng không? Cô có thể nghĩ ra được một cái điều gì khác không? Cô Cô ơi, trên mặt. Cô có phiền nếu tối nay con ở đây không mà? Được không cô? Không thì tối nay con sẽ ở lang ngoài đường á. Cô ơi, cho con ở đi cô. Một đêm thôi, cô ơi, cô ơi. Từ trong lòng con bao điều muốn nói cô nghe từ lâu. Mà bên cạnh cô bao người cứ. Sau một hồi dòng do để làm quen với gia đình thì cô nàng quyết định đề cập vấn đề. Liệu cô nàng có gặp may mắn ngay ngôi nhà đầu tiên này? Wow, cảm ơn cô. Hiện giờ tôi đang xong bát bún riêu. Ôi, bát bún riêu. Tôi ăn bát bún riêu ngon tuyệt diệu. Tuyệt diệu ngon. Và nhờ cô, chú nhà đây đã làm cho một bát bún riêu. No. Thôi, con bao tiền hả cô? Cảm ơn cô nha. Bây giờ thì anh chàng sẽ bắt đầu với hành trình tìm nhà của mình. Cô chú ơi, cô chú cho con hỏi là nhà mình có ai đi làm ăn xa không ạ? Không. Người nhà mình có ai đi làm ăn xa không ạ? Không. Không có nơi nào để ở cả. Cô ơi, cô nói chỉ đi cô. Cô chưa biết làm sao á mà. Trời ơi, cô có một người con của cô đang ở xa đúng không cô? Không. Không thể như thế được, bao nhiêu công sức của em. Cảm ơn cô. Đi nữa. Chắc là có lẽ lần sau con sẽ quay lại thăm cô. Chào cô. 7 giờ tối rồi này. Khó khăn thế nhỉ. Có lẽ vì thế tâm tư rất đầy.
quan tâm. Ai có thể cho em ở nhờ đêm nay? Trời đất mênh mông quá. Dạ bà, nhà mình đang làm gì đấy ạ? Chải nè, chắc đâu cho chải nè. Cái này là sáng mai bà vẫn phải làm đúng không ạ? Con đi chợ ra chợ bán cùng bà được không? Đi không? Nhưng mà bà ở nhà với ai? Ở nhà với con với ai? Sao? Nhưng có... Con là có ai đi xa không ạ? Chị? Tức là có ai mà vắng nhà một thời gian không ạ? Chị gì? Con chỉ hỏi để có lý do mai đi bán với bà nè. Đi thì mai đi. Mai đi nhưng mà bây giờ con phải được ở đây với mai đi. Bà. Gì? Nhưng mà bà cho con ở đêm nay đúng không? Được. Nhưng mà nhà bà có ai ở đi học xa không? Hôm nay con đến đây con thay thế vị trí của ai đó trong gia đình một hôm thôi. Có ai không ạ? Không. Dường như với chiến thuật hỏi thăm và làm quen trước, sau đó mới đề cập vấn đề, không mang lại hiệu quả mà còn khiến cho cô nàng mất quá nhiều thời gian. Phải dùng cách khác thôi Hòa ơi. Anh ơi, cho em hỏi là nhà mình có ai đi làm ăn xa không ạ? Quay nữa mà. Dạ. Em cảm ơn anh. Thực sự là có không ta? Thực sự là có người nào đi làm xa ở trong khu vực này không? Nhà chú có ai đi làm ăn xa không ạ? Tức là con cháu hay là ai cũng được đang đi làm ăn xa trên Sài Gòn hay là đi công tác? Công tác. Con muốn tính xin cô cho con ngủ qua đây một đêm. Vậy cô đâu chắc mà làm gì ngủ qua đêm? Dạ. Tôi điên rồi. Tôi đang điên rồi. Chú ơi, chào bà. Nhà mình có mấy người vậy cô? Bà cháu chẳng khấu. Con xin tự giới thiệu. Tại vì con lần đầu tiên đến đây ạ. Thế là đang đi... gọi là đi du lịch tham quan á. Con muốn nói chuyện một chút để biết người dân ở đây thế nào thế ạ. Vì đêm nay con khá là cô đơn. Nói sao bây giờ? Con vào chào cô một chút rồi nếu có thể tí nữa con quay lại với cô được không ạ? À. Cô có thể sẵn lòng đón tiếp con không ạ? Đón tiếp cho. Cảm ơn cô ạ. Con không biết làm gì đâu, con chỉ biết hát thôi nếu mà cô muốn nghe. Lúc nữa có thể con sẽ quay lại chơi với cô chú ạ. Dường như thất bại tại hai ngôi nhà đầu tiên, nên giờ đây cô nàng mất tự tin trong việc mở lời để xin ở lại, nên cô quyết định đi tiếp. Sao không ạ? Không sao bà. Con ở Sài Gòn ạ. Mày nói đi. Dạ. Mày đứa nào mày nói thì cái chơi. Dạ con chỉ ở khách du lịch thôi ạ. Lần đầu tiên con xuống đây luôn ý ạ. Nhà mình có bao nhiêu người ạ? Bán gì con? Bán không bán gì ạ? Bạn tay bà không có nghe cái tiếng của mày được. À mấy đứa con? Nhiều lắm mà giờ mỗi đứa nở mỗi nơi mỗi nhà. Nếu mà một lúc nữa con quay lại có được không ạ? Dạ, bà cảm ơn. Dạ, dạ, cảm ơn bà. Nếu mà tí nữa con quay lại ăn hát bà nghe nhớ. À, bữa nào con có đi con ghé thăm bà nghe. Dạ. Cảm ơn bà. Có vẻ như là không buồn rồi. Chú ơi, bây giờ chú ơi con hỏi nhà mình có người thân hay là người nào đi làm ăn ở xa không ạ? Đấy đâu có đâu con. Nhà mình không có ai hết à? Bắt đầu khó rồi. Bắt đầu ở mức độ khó rồi. Chị ơi, chị cho em hỏi bên nhà mình có ai đi làm ăn xa không ạ? Không, con chỉ còn nhỏ lắm. Tôi bắt đầu tôi nghĩ tôi phải ngủ ngoài đường. Dạ, em cảm ơn. Con cảm ơn.
Tôi sai rồi. Thật sự người các hộ dân đây ngủ rất sớm. Bầu trời bây giờ đã tối hẳn, những ngôi nhà còn mở cửa thì rất ít. Nếu cứ tiếp tục mất thời gian trong việc làm quen gia đình mà không có kết quả, thì nguy cơ sẽ không có chỗ ở đêm nay. Nếu cô nàng có quyết định đổi chức vụ của mình. Nhà mình có ai đi vắng xa không ạ? Có, nhà con nó đi làm ở xa. Vài tháng vậy nó mới diện lại. Nhà con vậy á, chứ thì nó ở trong Sài Gòn á. Ví dụ con ở đây một buổi tối có bị phiền nhà mình không ạ? Thì hôm nay tôi đi Đà Lạt sớm rồi. Quê ạ? Cô nhà ạ? Có ạ? Có ai ở nhà không ạ? Đúng không? À, có mấy nhỏ nó nhà. À dạ. À. Nếu... Được rồi. Tìm được nhà rồi. Alo. Anh nghe nè. Giờ em mới tìm được nhà. Thế à? Tại vì bếp gia đình anh ấy đang đi xe qua đi ra Vinpearl. Cái gì cơ? Của anh đang đi ra Vinpearl, gia đình đang đi ra Vinpearl. Cả anh luôn. Ờ. Anh đi qua đang anh đứng ngoài đường đang đợi chủ nhà lấy ô tô ra. Em cũng được đi. Em mai nhà bà đi Đà Lạt lúc 4 giờ nhá. Xe ô tô chất đầy nhà, em cũng đi cùng mọi người luôn. Ờ, về em đi ha. Để anh đi với gia đình anh cái đó ha. Bye. Bây giờ đã là 8 giờ tối, trong khi người bạn đồng hành của mình đã tìm được nhà, còn anh chàng phải lang thang và chưa biết sẽ đi đến khi nào. Có lẽ đây là kết quả anh nhận được với sự chủ quan ban đầu của mình. Chú ơi. Dạ, cô cho con hỏi là gia đình mình có ai đi làm ăn xa ở xa đấy không ạ? Không. Không có cô? Không em à. Cô có biết nhà nào cô chỉ giúp con. Cái nhà mà đang đi làm ăn xa phải không? Dạ. Chồng đi đâu xe được không? Dạ. Lớn khách 24 giờ. Lớn khách 24 giờ chồng người ta đi làm ăn xe cho mấy con được không? Ông Hải dạ. Nhà ông Hải này là chồng mới đi làm ăn xe. Dạ. Đây nè. Vô đường luôn đó nè. Đúng rồi, mình nhà đó mình. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô. Nhà đây nè. Có cô Thu ở nhà không? Không. Ủa, cô Thu ở đâu hả? Quay gì vậy? Ý là cái này chương trình nó lớn khách 24 giờ tư lý lẽ. Cô cứ yên tâm con đi cô. Con đi mỏi chân lắm rồi mà chưa có nhà nó đi xa. Dạ con ngủ dưới đất cô ơi. Chị cho em ở lại đây qua đêm tá túc một hôm được không ạ? Được. Cuối cùng thì anh chàng cũng tìm được chỗ ở qua đêm. Xin chúc mừng. Anh chị mới đi làm mà đúng không ạ? Cứ mỗi lần mà nó về thì nó hỏi cháu muốn ăn cái gì ha. Đứa muốn ăn hộp lộn ha, muốn ăn cái này kia cái khác gì á thì nó dẫn đi. Còn chị Phượng thì rất là vui tính đúng không ạ? Phượng bây giờ thì nó vui tính lắm. Mỗi lần mà nó về cho nó cũng dẫn cháu rồi đi ăn rồi đi chơi vậy. Hai anh chị cưới nhau là được mấy năm rồi ạ? Đứa ở nơi đứa ở ngã mà sao có con được. Cuối năm nay chắc là gì năm á con chắc đi chắc chắn là năm đi. Nghe bác trai nói là hai anh chị yêu nhau từ hồi phổ thông đúng không ạ? Cô cũng như là bạn học. Dạ vâng. Cô cũng như bồ quen từ ngày quen với cứ á là cũng thấy gần 10 năm. Dạ. Anh Chí là sắp sang bên ấy cùng chị Phượng luôn ạ? Hả? Mỗi gia đình là một câu chuyện và một hoàn cảnh khác nhau. Câu chuyện của gia đình anh Tú được ở lại bắt đầu từ bữa cơm đạm bạc, không tiếng cười, không rộn rã, nhưng nó vẫn chứa chan tình cảm gia đình và họ sẵn sàng chia sẻ với nhau mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt. Anh nhà mình đi làm lâu chưa? Anh đi làm cũng mấy năm mà để không đi làm thường xuyên. Thường anh đi thì mấy tháng đến đây một lần. Tháng có 2 tháng. Tháng việc cái nào cần gần 2-3 tháng về cũng có. Nhìn chị như tên thấy hao hao giống hoàn cảnh gia đình em. Bố mẹ em có mình em là bố mẹ giờ cũng lớn rồi ở ngoài Hà Nội. Em thì bay Sài Gòn một mình. Mà em thì một năm mấy năm trời về thăm bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng kêu ầm ĩ là về đi. Chị cũng vậy, có khi cả năm có khi 2 năm luôn đó. Dạ. Tại cháu này nó bệnh đó. Dạ. Hồi nó 2 tuổi mà nó chưa đi được. À. Nên nó bị yếu thần kinh, tưởng nó đi không được á.
Nó nhà chăm nó nên nó cái học dở lắm, chậm phát triển não, chậm phát triển, hồi đi khám là bác sĩ đi vật lý trị liệu á, các cháu là chậm phát triển trí não. Xa gia đình để bôn ba, mong có cuộc sống tốt hơn, chị Thu phải một mình ở nhà chăm sóc con, chăm sóc cháu. Cảnh nhà trước sau thiếu bóng dáng của một người có thể làm những công việc như đóng đinh, giải củi. Nhưng không vì thế mà chị Thu dành cho anh những lời than trách. Ngược lại, chị còn cảm thấy thương anh và luôn tạo cho anh niềm tin và nghị lực để có thể tiếp tục những tháng ngày bôn ba kiếm sống. Ca sĩ thì hát tặng một bài. Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình là khách đến nhà là hát, khách uống trà